xuống. Nha là cam đường đỏ, cam vuông một trăm để sửa xe bò hai trăm. Thấy một cây mình sao mà em nói gặp tôi ăn làm rồi ăn xe hơi bùa của tôi mà một cái này mình đã lại yên cũ cái tàu để tôi quay cua vòng quay từ lại á cái từ đây nghe được khó. Bùng nữa. Rồi nó bùng. Nó vẫn cửa ra. Ừ. Nó cỏ đây. Cái vòng. Cái khu bùng. Tiếm tỉnh. Cái mà có bom bom mà tôm chả lắm nó dài à. Rồi tất là bây giờ rồi. Anh chị đều dậy.
Yeah, tôi. Mà mẹ à? Mình cất xuống tội. Ôi dồi kì. Thôi vì chợ mà là cần mới mà cần khâu hả? Nhà này đang này. Yeah. Bơm hết rồi. Đang hổ quá. Là tôi hàng khu rồi, khu rồi. Vâng, nhà đi qua nhà. Anh chào đây nào. Béo. Chào nhà cô ăn chào luôn. Cô đâu đâu em hòa rồi đâu nhà cô nhà ha. Thank you.
ไม่ทําแจ้งดาวนะแต่ไม้ตุ้ยเฉิมหรอไทจายหาก้านัวแต่หยั่นบ่หนอก็บ่ทํานัวเลือดาวมา ยะไทจาตะหวายิมตะถ้วยได้ยะพะเดียกงตียะมันตอดีได้ยะบ่อุตุงกันวะล่ะหาไม่ทั่วหาเราอีผมตุ้มก้านวยหยังไอ้ใจมันก้านวยหยังผู้มาผู้ใบน่ะยะมันผู้ตะหยังยะอยู่ในหยังยะมาตะดีโหบ่ได้หยังโหอุปาตุ้มบ่ไปยะกงตียะให้มาทําก้านวยหยังไม่บ่ป่านูเลือดาวโล nó đua quảng không hiu ấy mà mảng này đua này miền đó nó đua mà đó vừa nó tỏi chân sò tải bé tải hiu nó có một cuốn luôn nó tải á con mày chặt xem mà chân mày bùa bé đấy chỉ miền quế nó hiu nó thì đua để miền có cuộc kìa giờ nó có nhà xe nó tải cái to của người này chú tải nhà xe của con yêu chú tải nó cái to mình đấy mình cả áp nó to mình nha tại in nó mà in nó thiết chuẩn của mày nãy thế ô gì bia bên thế tại y tàu vô mà tàu chùn mà tàu chè em vừa kia đấy mà tàu quan nhất phải trang nghe cứ hoa làm sao cả mẹ thì mình hoa làm miền buôn nó quyến hài nói gì thông tin mình tập cụ thể nó thì cái nhà nó bí nhà nó quá dấu quảng hai mẹ lừa đảo mẹ cứ đúng lần mà đâu ra cũng quật được theo là lo tôi phải người kiếm cha kham lo ko I'm
nhà ơi, chị nhà ơi, có ai nhà không? Ra anh hỏi đi. Chú ơi, ra đây anh hỏi đi. Anh hỏi này. Cái tình vừa rồi anh đi làm thì không ở nhà ngày Tết ấy, cũng thấy là vợ anh cho chị nhà thì bảo là chị, các chú đi đến nhà anh chị bên này, xong là cũng bảo anh đợi tiền các chú và lấy một khoản tiền của nhà anh chị. Thì bây giờ anh bảo là bây giờ anh về anh mới biết tin này là anh không được vay tiền các chú. Thì bây giờ xem cái chú tính nào. Đấy, bây giờ chị về chị nhận ra cái biển số xe này. Đấy, nhìn thấy xe bây giờ cũng biết nhà chú ở đây. Chú xem giải quyết thế nào cho bọn anh. Như thế thì bây giờ các chú giải quyết cho anh chị nào, hôm nay anh về rồi anh muốn xem chị. Anh thông cảm cho bọn em. Vừa đấy là bọn em thiếu tiền quá, bọn em làm việc với lại là bạn của em ấy. Nó rủ em đi thôi chứ em cũng không biết gì. Thế bây giờ bạn đâu? Bạn của em nó trốn đi đâu mấy hôm nay em gọi không được. Thế bây giờ chú nào giải quyết nào cho anh là cho thỏa đáng được của cho anh. Còn không anh chỉ bây giờ rồi cho các chú giao các chú lên cơ quan, bảo anh gọi công an để giao cho các chú lên cơ quan giải quyết thôi. Vâng, có gì thì anh vào nhà ngồi nữa. À, vâng, thế vào nhà nói chuyện đi. Đây chị vào phòng ạ. Mở đây. Thế hình cái này là cái chuyện này mình không thông cảm cho nhau được. Bây giờ anh ấy hay yêu cầu môn. Bây giờ là chú phải trả hết số tiền cho anh chị hai. Thì bây giờ chú là xem có cái cách giải quyết cho anh xứng đáng là không, cho anh chỉ báo công an lên là giải quyết. Không, đưa chú lên rồi. Thôi em báo có gì anh em mình tụi xếp cho nhau. Chú báo công an lên là em. Bây giờ nhá, anh nói này nhé, bây giờ anh cũng vào đến gia đình nhà chú rồi, nhìn nó nhà anh còn nhiều hơn nhà chú. Chú bây giờ thấy vợ con chú đâu? Em không có vợ con. Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ không ở đây, con một mình. Thế bây giờ thằng bạn bây giờ không liên lạc được nó? Nó đi từ cái hôm đấy hôm sau nó đi. Đấy, không gọi cho nó. Nhà chú thì so với nhà anh chị thì nhà chú còn giàu hơn nhà anh chị. Tại sao các chú thanh niên này là lại phải đi cướp cái tài sản hay hoàn cảnh nghèo như nhà anh chị? Thế là bây giờ thứ nhất là anh sống rất có tình cảm, anh cũng rất nhiều, anh đi làm thuê kiếm từ 1.000 lo cho vợ cho gia đình, nhưng mà bây giờ chú đã cướp tiền gia đình anh chị này. Một, anh chị báo công an. Hai, chú bảo xin anh sẽ cho chú xin, nhưng mà bây giờ chú phải trả số tiền đầy đủ của ấy. Hôm đấy là chú đấy của nhà chị bao nhiêu tiền? Năm triệu. Năm triệu hay là chú vợ 5 triệu đấy phải không? Năm triệu. Năm triệu. Năm triệu. Thế bây giờ còn hai con lợn nhà anh thôi và một cái chăn nữa, hai con lợn, một con chó nữa, mấy con gì của chú đấy phải không? Dạ. Thế bây giờ lợn đâu? Lợn của em thịt một con. Bán lấy tiền tiêu rồi. Đi hút mặt đi ạ? Dạ. Em hút rồi. Khách hàng. Thế còn cái chan của nhà anh bây giờ chú bán hết rồi. Bây giờ anh phải lấy của chú tầm 23 triệu. Vâng. Chú có đền bù được cho anh chị được không? Có, thì em xin cho anh. Thế là bao giờ chú xoay sở được? Em được. Anh không có thời gian, một là anh chỉ báo công an, hai là chú phải đi xuôi sở nhanh cho anh, là anh em mình giải quyết tình cảm được. Còn không là anh chỉ báo công an. Vâng, có gì thì anh nhưng đấy, anh cho cơ hội mày đi vay để đâu vay ta không, anh không cần biết mày cứ đi vay được là mày cho anh chị đầy đủ 13 triệu. Và
Còn không bây giờ chị đang nghi ngờ là anh này thông đồng với các chú này rồi là cho một cái mày đi cướp tiền cho anh chị. Mất hết tiền chữ của anh. Anh là người sống rất tốt ở trong làng, anh có bao giờ đi bênh mượn tiền ai đâu mà các chú mày cầm cái giấy đi lừa đảo. Chị thì không biết gì. Vừa rồi anh bán được cái xe rồi đó mà chị còn hơn 4-5 triệu để nhà sinh hoạt. Chị cho cho mày hết, mày chưa hết. Đang để em cho thời gian chú một tiếng chú đi đâu quay quay còn anh thì chú ấy còn sâu một tiếng anh thì gọi công an lên để giải quyết nhà chú ở đây rồi phải không? Thế là đi chú đi đâu rồi chú đi vừa lấy tiền nhanh cho anh không anh gọi công an rồi. Mà không thì chắc em mang em không có gì có mỗi con xe rồi chắc em mang con xe đi cầm không được tiền anh chị. Đấy thì mày đi cầm xe đâu cầm mày cứ mang xe đi. Dạ, bây giờ anh chị nhà chờ mày đấy. Không là nếu mà tầm một tiếng cũng được anh gọi công an lên. Có gì thì anh cho em thời gian lâu lâu thì một tiếng thì hơi lâu. À. Bảo cái anh chị đây chờ đấy tầm một tiếng hơn là tiếng anh ấy. Đi đâu đi. Nhá. Đấy, anh với chị nhà chú đây chờ nhé, chú đi vay tiền đi vay cám xe cám từ chú. Đi nhanh nhá, về nhanh nhá. Chiếm về kênh thì mẹ vui chứ mà trách nhiệm thì trao yếm trao mẹ bỏ trách nhiệm trao mà cho nó yếm tôi chiếm mẹ nó đưa đảm mà cảm muốn yêu này mà sâu con nuôi mẹ đua xấu mà lố mẹ hiểu mẹ phải mà mẹ chứng minh thư mà chứng minh thư mà số điện thoại của mà chứng minh thư của tế cáo nam sinh luôn mà chuyển đi mà thì cho nhắn mà em yêu em mình từ nhà con nuôi nhà vừa hà yêu à nhiều mẹ nải với mà pe vừa mà nải với mẹ này anh con nuôi nó tải mày nha. Đưa tiền cho em. Dạ vâng, em vừa đi cầm được. Cầm được xe à? Dạ, cầm được xe. Đấy, cứ bà nhà nói chuyện thôi. Đi cầm được xe à? Dạ, em đi cầm được xe. Xe chú về cầm được cái tiền? Em cầm được 3 triệu. 3 triệu à? Xe 80 đủ cho anh à? Không xin gì mẹ, nếu mà mày vớ vẩn là tấm mày luôn. Vây này, anh có được vây tiền mày đâu mày bảo rồi. Anh vây tiền mày lừa đảo nhưng mà xin thì không tao báo qua là tốt lắm rồi đấy. Đấy anh để chú lắm đấy, có người chị anh không à. Bao nhiêu người cứ bảo vây chị cứ bảo là anh không đồng với chú này cho các chú đi lừa đảo. Xong là anh với chú chia tiền, con người ai không nhỉ? Đúng 13 triệu hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy
điểm thì hai con lợn, một con chó, anh một con gà trống, một cái chăn, hai con ngan và với chú lừa của chị 5 triệu là 13 triệu tổng anh lấy này. Nếu mà chú không nhất trí anh báo công an, anh không cần lấy số tiền này. Đấy, anh rất thương vì bây giờ này, làm cái việc này, này các chú là lừa đảo, nhưng mà anh có nợ các chú thật, anh đòi chị trả là chị có trách nhiệm trả là anh không nói, nhưng anh không được nợ mà các chú mang giấy tờ tự viết đi lừa chị không biết gì là chú là tội lừa đảo và cướp tài sản là các chú hay đi thủ. Bây giờ thế này, anh bây giờ anh lấy đúng số tiền này đủ, bây giờ còn việc của chú thì chú đã xin được còn cái đằng gì bảo toàn giết đấy. Cùng chú ấy, chú khác là san sẻ với nó, khác bảo nó cái việc của chú. Còn nếu mà đấy cướp giỏi thì chú đi cướp những nhà giàu, đấy hơi những nhà giàu có ấy, tại sao chú đi cướp? Các chú phải biết thương lượng cho anh, thương của anh là bây giờ nhà anh chỉ nghèo nhất ở thôn rồi, nhà không có gì rồi, anh có mấy cái xe rách rách anh cũng bán đi, anh bị bệnh anh chữa bệnh nó bán đi, bây giờ còn được có 5 triệu anh để anh chị nhà cho anh đi làm thuê thì cho nên đứa con đứa cháu nữa cùng chị cho nhà, thì các chú đi lừa đảo lấy hết tiền. Chị về chợ đi trên anh tìm mấy ngày không thấy, bây giờ hôm qua mới tìm thấy, xong bây giờ thì chị mới là còn bây giờ bị như tâm thần. Em thiếu tiền toàn rủ em đi thế nhá, thế là đừng có phải thu hàng gì nhá, mẹ đi anh đi có lúc có lần mai anh lại đi làm thuê, anh không nhà đâu, đừng có đi làm hại chị nữa. Vâng, anh xin chú nữa, đừng đi làm hại chị nữa, nhà anh nhiều thì chú đừng đi làm hại chị. Vâng, được một lần này thôi. Mà vâng, đây là sau rút kinh nghiệm nhá. Đi cướp thì cướp nhà giàu, cướp nhà nghèo, nhưng mà anh chú cướp làm gì có gì cướp. Đi về đi.